vì sao khi gặp hổ bạn không được quay lưng lại? Hổ là loài động vật rất thông minh, chúng không bao giờ bắt con mồi khi thấy khả năng gây hại cho nó. Chúng có kỹ xảo đặc biệt để đi săn, đó là chờ đợi con mồi quay lưng về phía mình, lúc đó nó mới bất ngờ tấn công. Nó sẽ nhảy lên lưng và bẻ gãy sống lưng để cho con mồi nhận một đòn chí mạng. Clip trên là một ví dụ, khi một người đàn ông đang cố gắng thử thách một con hổ trắng, người đàn ông quay lưng lại phía con hổ quan sát thấy người đàn ông không để ý, nó nhẹ nhàng di chuyển lại, khi gần đến nơi con hổ nhảy lên vồ lấy người đàn ông, rất may con hổ đã được ngăn cách bằng những tấm kính, còn nếu ở ngoài thiên nhiên thì có lẽ người đàn ông sẽ không có cơ hội sống sót.